Em chào ông bác nhé. Em lại về cơ số băng. Thật sự là mấy hôm bận quá. Em về mới em bán rồi, chục cuốn mà em bán rồi. Còn 7 cuốn nữa, còn 6 cuốn nữa. Thì hôm nay là em làm clip là phát trực tiếp ở trên con laptop này nhá. Kết nối với cả con laptop chứ không có gì điện thoại đâu nhá. Thì đây là các bác thấy này. Đấy. Là Bluetooth của laptop này đã kết nối với cả tên của nó này là ZHX088 nhé, đã kết nối rồi. Còn bác nào muốn chưa biết cách kết nối với cả máy tính thì liên hệ với em hướng dẫn nhé. Bây giờ đây em đang test nhạc trên này đây, rồi em sẽ mở cho bác ở trên con 710. Con nước mưa bình yên con về, bếp hồng bên bạn bè năm xưa. Dây gai in em bỏ ra rồi. Nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, em cháu nhỏ mẹ vui vui là. Nhà mình vui như ba ngày cháu nhỏ mẹ vui vui già, nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, em cháu nhỏ mẹ vui vui già. Băng thì em nói luôn là phụ kiện đi kèm băng là như này, là chỉ có vỏ hộp đây và một cắp sạc nhá. Em vẫn bán là giá là 300k bao ship. Là em có trách nhiệm bảo hành nhá, nên các bác cứ an tâm. Bằng lỗi thì các bác cứ liên hệ em đổi trả. À, các bác được phép đổi trả. Còn em thật là những chỗ khác họ bán băng này là họ chỉ cho thêm một cái vỏ của cái hộp băng đài thôi, họ bán là 550 bao ship. Nhưng mà đấy là việc của họ. Anh em mình không quan tâm. Em bán làm sao mà nó giá nó hợp lý để anh em chơi. Công của em là công lấy về và test từng con một, kiểm tra xem nó có con nào bị lỗi hay không. Đấy là công của em là được một tí ở trong đấy để anh em chơi. Còn chỗ họ bán 350 thì em không bận tâm việc đó nhé. Em bán làm sao mà để anh em giao lưu vui vẻ với nhau, anh em mình đều được chơi. Và đợt tới này em về ít băng lau đầu từ và lau bánh tì nhé. Giá của nó là 100k bao ship. Thì anh em nào mua thì liên hệ với em qua số 0911155609, Zalo, Facebook đều được nhé. Hoặc là gọi trực tiếp cho em. Em cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau.